Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay giới thiệu với các bạn một con xe sườn nhôm không sơn, thương hiệu Gian T. Đấy, con này cực chất nhá. Group Shimano STX. Đấy. Con này sườn nhôm. Size ống đứng là 44, ống ngang tâm tới tâm là 54. Đấy, chuẩn size nhá. Bánh 26. Đấy, bánh là bánh bánh địa hình nhá. Đấy, cho nó rõ ràng, rành mạch. Xe cực chất, đẹp long lanh. Đây. Đây các bạn nhìn thấy bộ đầu thấy không? Cũng là nhôm không sơn luôn. Đây. Đây ạ. Gian. Và điểm nhận dạng nữa đây. Logo của nó đây, Gian cánh chim đây. À, cái cánh chim đây, ở cái góc quay này các bạn nhìn rõ bán nét cho mình xem. Đấy. Đấy nha, hai bên quất cho hai cái cánh chim. Cái này mình nói chơi cho nó là logo của Gian ha, nhận dạng của Gian. Bán nét này. Vành nhôm căm inox đùm Shimano, đùm bánh bộ nhá, Shimano STX. Đấy. Cái này cũng là cái hàm thắng của Techro không sơn nhá. Nhôm không sơn luôn. Đây. Long lanh rất đẹp. Đấy. Mọi thứ sáng bóng các bạn ạ. Sáng đẹp. Các bạn mua con xe này là không sợ sườn lỗi, sườn khung lỗi, sườn lỗi nhá. Bởi vì có gì nó lộ hết, xô hàng hết. Đấy, không giống như mà một cái người mẫu mà người ta không có gì cả đấy. Đấy, đại ý như thế. Nói né né vậy thôi, nhưng mà đây. Những cái sườn nó đẹp như thế này. Đấy, gặp bác nào ha, bạn nào mà kỹ tính ấy, về cái rẻ mà lấy cái rẻ mà rẻ khô mềm ha. Cứ lau. Rảnh thì ngồi vừa uống cà phê vừa ăn đậu phộng vừa lau. Cứ ngày buồn buồn lau chơi lần thôi, xin lỗi nó soi gương được luôn. Sườn không tí vết luôn đây này, thiệt tình luôn. Nó có gì nó phơi ra hết này, xô hàng hết rồi các bạn đâu cần phải là soi mói làm gì. Đúng không? Hai bên nhé, y hệt như này nhé. Đấy. Đây. Rồi, rút thì đây. Đồng bộ luôn. Đây nha. Giò đĩa STX. Đấy. Shimano STX. Rồi. Cùi đề STX nhá. Đùm trước đùm sau. Đây luôn. STX. Toàn đồ xịn xò. Hàn thắng trước, hàn thắng sau cũng là hàn thắng không sơn nhá, nhôm không sơn nhá. Techro, đây, Techro đây. Đấy. Đồ của nó này. Đấy, cực chất. Đây. Các bạn nhìn cái đùm nó đẹp không? Đùm trước đùm sau đều là đồng bộ nha. STX. Cực khủng. Đấy. Còn cái này nữa, cái vành của nó mới khủng nữa này. Vành nhôm. Đó. Long đèn chân căm. Đấy, đây, các bạn nhìn thấy cái long đèn chân căm này. Long đèn chân căm này là gì? Long đèn chân căm này là nó gia cố nó cái sức kéo, nó gia tăng cái độ cứng của cái này. Với những cái long đèn này nha, các bạn kéo đứt căm không có thụt vành. Đấy. Vành thế này, vành có logo nhá, nó nhỏ quá nhìn không đấy, nhưng mà nó cũng là thương hiệu xịn sò nhá. Đây. Để nếu mà bạn nào ấy thì mình chụp cho, quay nó không có lên. Có thương hiệu nhé. Xịn không, toàn đồ xịn không, cắm inox. Đây. Đấy. Vỏ thì như còn rất đẹp đây, vỏ đây. Không biết, đấy, lên rồi nhá, ok nhá. Này, vỏ này. Có gì mình show hết nhá, không có dấu cái gì hết trơn. Bởi vì nó đẹp mà. Các cụ bảo là nó đẹp. Mà đẹp thì em đẹp, em có quyền khoe. Đấy, đây. Ok nhá. Líp xịn luôn. À. Nó tóm lại là group đây, cái tên này nó cứ hay lộ. STX. Đấy. Mọi thứ đây. Đấy, nó sáng bóng từ cái cọc yên này, từ cái khóa này. Nó tóm lại thì là nó đẹp. Đấy. Mình chỉ nhắc lại là bạn nào mà yêu thích thích cái chạy dòng bánh này. Bánh nó không về BMC, nhắc kỹ nha, bánh là bánh 26. Bánh địa hình ấy.
bánh 26. Bánh 26 lớn nha. Là sườn thì là ống đứng 44, ống ngang 54. Đấy, một cái 44 một cái 54, tâm tới tâm. Chất như nước cất luôn, quá đẹp. Các bạn mà chạy ít thì được thôi, mua cái này về lau chùi thật đẹp, lâu lâu chạy đi cà phê cái xong về thức cất đấy, nó như vậy rồi. Ok, bây giờ test nhé. Thì theo ông ấy quảng cáo quá trời, coi như test thì bộ rút làm sao, nhưng mà không chém gió không nổ nhé, đồ xịn, nói đồ xịn. Mình lên cho các bạn xem, các bạn mua xe chỗ mình thì có cái hay thế là nó thế này, không tới nhà xem nhưng mà được mình biết chắc chắn là cái group nó hoạt động như thế nào, cái clip nó lên có hết không, có ngon không thì đấy. Này, cóc các bạn nghe này, xuống này đây. Này, lên hết nhá, lên tới đây là rồi. Chả này, chả có nghe thấy gì không, chỉ nghe cái tiếng re re của gió thôi, của khối líp đấy. Con này hoành tráng lắm, giá thì cực kỳ dễ thương, thế mới lại ghê chứ, giá cực kỳ hợp lý nhé. Rồi đây, đang ở cái đĩa số 1 này, xuống này đúng không, rất nhẹ nhàng nhé. Xuống tiếp này, thấy nhẹ nhàng không các bạn, thêm đấy, lên tiếp nhé, chỉ một cú bấm thôi đấy, cú bấm nữa này, chả này, ok không, mọi thứ sáng bóng nha. Đấy rồi, quên một cái chưa giới thiệu tiếp, nó đã đẹp thì là cái gì nó cũng đẹp. Đây đấy, cái này chưa có lau nhé, chưa chùi nhé, nhôm đúc nguyên cái đây, các bạn về các bạn lau đi là nó lau đi là bóng này, là nhôm đẹp đấy. Rồi, như vậy thì rút là ok ha. À, rồi cái bài cuối cùng là mình test cái chớn cho các bạn xem. Cái này thì mình test chơi thì đương nhiên cái này thì nó ngon rồi, tại đùm đùm Shimano mà đùm dòng này nó xịn lắm. Rồi đây, đây ạ, cả nhà nghe họ mình tiếng đùm ạ. Đây, quay xa ra cho nó quay bánh tròn vo nhé. Quá đẹp. Nhân tiện nó đang quay thì kệ nó nhé. Mình tư vấn thêm về cái size. Thì theo như mình ấy, thực tế thì cái size này, cái xe này đó là 1m55 trở lên. Cho tới 1m67 là chạy ok. Đấy, các bạn đừng quan tâm đến ông đứng nhé, ông đứng nó 45 nhưng mà cái ngang của nó tới 54 lận đấy, yên thì nâng được đấy. Cho nên là các bạn nào mà lọt từ chiều 1m55 cho tới 1m67 là chạy ok. Đương nhiên nhé, cái gì cũng có cái đương nhiên, đương nhiên thì 1m50 chạy vẫn tốt, các bạn hạ yên xuống thế thôi. Rồi cho nó dừng đi. Cái này mình hạ yên hơn chút là 1m50 chạy phà phà. Nhưng mà để chạy chuẩn sai đẹp ấy, đối với con xe này ấy, thì từ 1m55 tới 1m67 đấy, nấn ná lên 68 cũng ok, chả vấn đề gì cả. Rồi đây, đấy con xe rất đẹp, hàng chính hãng nhá, chính hãng Zante. Đó, con này là nó xài cái group rất xịn, bản thân cái sườn hai mặt là không tì vết luôn. Bạn nào mà vừa size hợp giò đó, thích cái này thì gọi ngay cho mình 0939086797 để chốt đơn, hoặc các bạn có thể chat Zalo. Giá thì mình sẽ công khai luôn nhé, cho anh em nào thích thì chốt. Đấy, các bác các bạn mà lái thì cũng phải chấp nhận nhé, chứ mình không thể chiều hai bên được. Còn bây giờ mình xin phép dừng video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới nhất.